Cũng trong sáng nay, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam. Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, lãnh đạo Tổng cục Môi trường, đại diện lâm thời Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và các tổ chức quốc tế, diễn giả, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8 với 35 gian hàng nhằm giới thiệu, quảng bá các giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn. Theo thông tin tại hội thảo, ước tính lượng phát sinh ở các đô thị trên toàn quốc tăng trung bình từ 10 đến 16% mỗi năm. Trong khi đó, năng lực thu gom xử lý còn hạn chế, hơn 70% vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, nhưng chỉ có 20% bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Do vậy, việc đầu tư phát triển và đưa các công nghệ hiện đại phục vụ việc thu gom và xử lý rác thải là một yêu cầu bức thiết trong bối cảnh hiện nay. Cái hội thảo này, cái triển lãm này là nhằm giới thiệu các cái công nghệ mà đã được áp dụng thành công của các nước, đặc biệt ở các nước châu Á như Nhật Bản và một số nước châu Âu như Phần Lan, Hà Lan, một số nước có cái công nghệ mà nó đã đi áp dụng trên nhiều nước trên thế giới, thì như này để giới thiệu những công nghệ đấy để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu và tìm cái hướng hợp tác liên doanh liên kết hoặc là chuyển giao nhận chuyển giao công nghệ. Lần đầu tiên Đà Nẵng là thành phố đăng cai tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Đây là cơ hội để thành phố tăng cường nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài trong công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn, góp phần triển khai hiệu quả đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Đây cũng là diễn đàn để các cơ quan, các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ, đặc biệt khuyến khích và ưu tiên thúc đẩy chuyển giao công nghệ xử lý môi trường mới, công nghệ tái chế, năng lượng tái tạo phù hợp cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các đô thị Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong thời gian tới. Tham gia hội nghị với một cái vai trò là tìm hiểu các công nghệ và sẵn sàng có thể đầu tư mua sắm để phục vụ công tác bảo vệ môi trường, làm cho thành phố Đà Nẵng ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Đồng thời với vai trò là một công ty môi trường đô thị tại thành phố Đà Nẵng, thì công ty cũng đã tham gia một cái gian hàng để thu mua rác thải tái chế sau phân loại tại nguồn tại thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng là một thành phố xanh sạch đẹp, một thành phố đáng sống của Việt Nam. Nên là việc áp dụng những cái công nghệ tiên tiến và hiện đại để giải quyết bài toán rác thải cho thành phố Đà Nẵng là mục tiêu quan trọng và là yêu cầu bắt buộc đối với những nhà đầu tư mà muốn đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải tại Đà Nẵng. Đối với tập đoàn Amacao chúng tôi thì chúng tôi đang sử dụng cái công nghệ lò ghi Martin của Cộng hòa Liên bang Đức, là công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất và phù hợp nhất trên thế giới để đốt được những cái loại rác thải sinh hoạt có tính chất tương tự như ở Đà Nẵng. Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 8, song song với triển lãm là phiên hội thảo quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải liên quan đến vấn đề chính sách và giải pháp quản lý chất thải tại các đô thị Việt Nam, giải pháp công nghệ trong quản lý xử lý chất thải, kết nối cung cầu, ký kết hợp đồng và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.